Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Triệu Vân, một dũng tướng đến từ thời hảo hán uống rượu Đà Bát, nay đã thất nghiệp chuyển sinh tham gia vào con game, thắng bại tại kỹ năng nhưng mà hơn nhau ở cái đầu. Sau khi tham gia vào thế giới 5v5, đập nhà đối phương để chiến thắng, Triệu Vân được rất nhiều các thanh niên trẻ trâu ưa dùng, nhất là mấy thằng ảo Triệu Vân 20 nơi tại cân cả bản đồ. Còn đây là Triệu Vân trong tay của Cat Handle. Như các bạn có thể thấy, combo Triệu Vân khá là tù. Với chiêu 1 chỉ tăng 50% tốc độ chạy và không có thể qua tường. Đối với chiêu 2 chỉ quẹt một phát rồi tăng tốc đánh. Còn ulti thì Triệu Vân lao lên đằng trước, cho vào đi đối phương cây phóng lợn 2m. Các đòn đánh thường thì gây thêm sát thương chuẩn. Với combo như vậy thì Triệu Vân chỉ có thể núp lùm, rất bị động. Đừng lo, trong trường hợp này bạn chỉ cần là một nụ cười thật tự tin. Mọi chuyện cứ để Triệu Vân tốc biến thôi. Đảm bảo chỉ cần một chọc mà thằng AD tem bạn nên gặp ông bà tổ tiên ngay. Hàng Việt Nam chất lượng cao, tôi mà nói phét thì thằng Triệu Vân đi bằng hai chân. Đến với lưu ý đầu tiên, giáo án này chỉ nên thực hiện trong đấu thường. Nếu mà lỡ có mang vào danh thì đừng hỏi tôi là tại sao lịch sử đấu của bạn lại có màu tím. Đến với lưu ý số 2, Triệu Vân là một chất tướng late game nên anh em phải biết hạ cái tôi xuống, cắm cái đầu vào mà farm, đừng có dẫn qua lố, kẹo dỗ qua lớn. Đâu bắt được em. Các bạn có hiểu cái cảm giác được không? Đâu bắt được em. Fit 8 mạng, đó là KDA chung cuộc của tôi và sau trận đó tôi và đồng đội tâm sự rất nhiều. Để tránh mắc sai lầm như trận trước thì tôi quyết định đầu game chỉ đi thăm ngàn để ao tiền đối phương. Nhưng mà thằng Elso nào cho tôi yên, nó cứ liên tục gạ solo. Thế là cuối cùng cũng có một thằng lên bảng điểm số. Nhân, mày nhân. Sau khi biết tin tôi bị ăn hiếp thì thằng rừng và em SB đã xuống giúp tôi trả thù. Bây giờ thì gặp anh phải chào biết chưa. Hơn một phút sau thì thằng Elso gọi thằng Satama xuống. Chỉ còn cách nhà giải thôi. Anh bạn à. Sau khi đã dọn lính của đường mình thì tôi phát hiện rừng và mít tem bạn vào hơi sâu. Thế là tôi liền lao ra tốc biến rồi gõ thẳng một phát vào đầu nó, rồi tiếp tục bu liếm cái mạng của Ryoma nữa. Sau đó thì tôi có rủ thằng AD đi farm tà thần, nhưng mà thấy lấp ló bóng dáng thằng Ryoma. Anh là thánh bú liếm. Sau khi tôi đã có 5 điểm hạ gục, thằng Elsu vẫn tự tin lên farm mà không biết rằng trong tay tôi đang có tốc biến. Mạnh. Đúng là sức mạnh của máy dập 5 triệu. Sau khi có AI trên đầu, tôi chả sợ thằng nào nữa. Đến là đón, còn chạy thì đuổi. Vào đây! Đến cả Ryoma cơ động như vậy, còn bị tôi đuổi theo chọc thương vào mông đau chín người. Free Fire! Với chị mèo Simi. Trong khi tôi đang mãi săn thằng Ryoma thì không biết cây máu của mình hết từ lúc nào. Thế là anh nghe một đấm của cụ Satama. Tôi xem KDA thì phát hiện thằng Rat xanh nhất đem bạn, trong khi đồ tôi còn chưa full. Thế là tôi quyết định farm full đồ rồi đi quẩy bọn này. I like this. Đúng vậy, Triệu Vân rất là khỏe khi có tốc biến. Chỉ cần lao ra đập rồi chọc một hai phát là AD tem bạn dẹo ngay. Nhưng mà ở đời ai gặp follow cũng rén thôi, kể cả tôi cũng vậy. Cách tốt nhất là không lên nhận bông hoa được của nó và tắt nhạc đi. Để chứng tỏ mình là một best follow thì đầu game follow nó muốn rất là ghê. Trời ơi, lùm chọc. Thậm chí nó còn đứng yên dụ tôi quay chen top. Ok, quay thì quay. Có thể thấy thằng Floor tem bạn đang level 4 và nó định băng trụ và để giết tôi. Còn tôi chỉ có level 3, sắp lên level 4. Chỉ cần dọn xong đợt lính này là tôi có thể tốc biến lên và quán thẳng vào đầu nó.
sao mà đó được. Thậm chí tôi còn bị thằng Omen tem bạn ghim. Cứ tưởng sau khi bị tôi hành mạng đầu thì thằng Follow không dám băng trụ nữa. Ai ngờ nó hóa thành tuyển thủ đồng nam múa không trượt phát nào. Thả Follow cho ta, tụi nó xong rồi. Và một ngày anh sẽ đến vì nụ cười em đấy thôi. Bạn bè ta đi những nơi xa vời, chỉ hào chúng ta bên đời. Dù mưa hay giông gió, dù đường ta đi có xa, chỉ cần em luôn nói câu yêu ta, đừng xa cách nhau em. Và một ngày anh sẽ đến vì nụ cười em đấy thôi. Bạn bè ta đi những nơi xa vời, chỉ hào chúng ta bên đời. Dù mưa hay giông gió, dù đường ta đi có xa. Đấy, ông là bảo Pháo loại yếu để ra cản bước to ở tôi với. Chứ tôi là tôi chịu rồi. Tầm này chỉ có Triệu Vân phun đồ thì mới gõ được nó thôi. Bằng biệt tài bố liếm của mình thì tôi cũng đã tích cho mình những điểm lỗi tại đầu tiên, để hành thằng Follow khóc tiếng mán luôn. Thế là tôi thành thằng xanh nhất tem tôi luôn. Nhưng mà so với con Follow thì tôi vẫn là một đứa E-Log. Phát hiện anh Follow mới hết được tì, tôi lao lên chọc cho anh cây thương vào đít. Chính thức Follow Dilo đã tham gia giáp xếp trung ương và đóng vai con tinh tinh nhảy qua vòng nữa. Cứ tưởng Follow lên game sẽ như thế nào, hóa ra là một con lính cầm kiếm tấu hài cực mạnh. Các bạn hỏi tôi tại sao thua? Đi mỏi eo su tấm tôi.